Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand. Thái Lan thúc đẩy hợp tác đầu tư với tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là phát triển thương mại, giáo dục và du lịch dịch vụ. Tình hình khô hạn đang diễn ra phức tạp tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tại Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Uy Hoa. Chào mừng Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì làn sóng đầu tư vào Việt Nam, cũng như việc hai bên sẽ ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Về giao lưu nghị viện, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam hết sức coi trọng hoạt động của nghị viện hai nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc sẽ có những đóng góp tích cực, hiệu quả tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 được tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng này. Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Uy Hoa mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện trong chính sách thuế cũng như cải cách nhiều thủ tục hành chính để khuyến khích thêm các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, rạng sáng ngày 19 tháng 3 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thành phố Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới New Zealand theo lời mời của Thủ tướng John Key. Tại cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã nhất trí ra tuyên bố chung về tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand. Từ kết quả của mối quan hệ đối tác toàn diện trong 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key nhất trí về một tầm nhìn chung nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước hiện nay, hướng tới nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược trong thời gian tới. Theo đó, hai bên đã cam kết cùng tạo thuận lợi cho hàng hóa và dịch vụ của hai nước tiếp cận thị trường của nhau. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key khẳng định việc hai nước sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động tiếp xúc như điện đàm, gặp gỡ bên lề các hội nghị cấp cao, cử đặc phái viên cùng với việc phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có để triển khai tốt các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cũng như thực hiện đúng thời hạn các mục tiêu trong chương trình hành động giai đoạn 2. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân và lao động. Việt Nam là một đối tác quan trọng của New Zealand ở ASEAN. New Zealand và Việt Nam cũng chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ với ASEAN trong năm 2015, và đây cũng sẽ là năm cộng đồng kinh tế ASEAN được thiết lập. Trong hội đàm, chúng tôi chia sẻ mong muốn của mình sớm hoàn thành việc đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương để tăng cường kết nối và thương mại trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và chúng tôi cũng thảo luận về việc đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng của Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi đánh giá cao các hoạt động của Việt Nam trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan. Chúng tôi nhất trí đặt kim ngạch thương mại song phương tăng gấp đôi lên mức 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như nông nghiệp, chăn nuôi, giáo dục đào tạo, dịch vụ. New Zealand sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam thâm nhập vào thị trường của New Zealand. Hai bên đã nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực an ninh quốc phòng, triển khai tốt Hiệp định về Hợp tác Quốc phòng đã ký năm 2013 và Thỏa thuận Hợp tác Cảnh sát đã ký năm 2010. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, hỗ trợ đào tạo tiếng Anh chuyên ngành, kỹ thuật hình sự và điều tra chống khủng bố và nghiệp vụ gìn giữ hòa bình. Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác thực chất cụ thể trên các lĩnh vực như lao động, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân. Bên cạnh các vấn đề song phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key tái cam kết nỗ lực sớm hoàn tất đàm phán các thỏa thuận tự do thương mại chất lượng cao, gồm Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực. Hai thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, kêu gọi các bên giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển phù hợp với luật pháp quốc tế.
Quan điểm từ trước tới nay của New Zealand về vấn đề Biển Đông là khuyến khích tất cả các bên liên quan thông qua con đường đàm phán hòa bình để giải quyết tất cả các tranh chấp. New Zealand có tin tưởng vững chắc rằng Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển là nền tảng quan trọng cho các cuộc đàm phán và nỗ lực trong khu vực gìn giữ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi không nghiêng về bất kỳ bên nào trong tranh chấp, nhưng chúng tôi khuyến khích tất cả các bên cần phải thông qua đối thoại xây dựng và hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế. Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật và nghị định thư sửa đổi Hiệp định Vận chuyển Hàng không giữa Việt Nam và New Zealand. Đây là những văn bản pháp lý nhằm giúp hai nước tăng cường xuất, nhập khẩu hàng nông sản và sớm mở đường bay thẳng. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã có các cuộc hội kiến với toàn quyền New Zealand, Chủ tịch Quốc hội New Zealand, tiếp lãnh đạo đảng đối lập và thăm Đại sứ quán Việt Nam. Tiếp tục chuyến thăm hữu nghị Myanmar, ngày 19 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Myanmar Thanh Son. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá quan hệ giữa hai nước đang ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là sau các chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước và việc hai nước ký tuyên bố chung về hợp tác trong 12 lĩnh vực ưu tiên. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 480 triệu đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước đó và dự kiến đạt 500 triệu đô la Mỹ trong năm nay. Việt Nam trở thành nước đầu tư lớn thứ 8 tại Myanmar với 7 dự án trị giá 513 triệu đô la Mỹ. Việt Nam đã thành lập Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Về phần mình, Tổng thống Thanh Son mong muốn Việt Nam tích cực hỗ trợ Myanmar cùng phát triển trong các lĩnh vực kỹ thuật nông nghiệp và đánh bắt thủy sản. Tiếp tục chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp kiến bà Ira Hanser, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Antony Blinken, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao, ông Michael Vicker, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Tại các buổi tiếp kiến, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm tiếp tục phát triển, có các biện pháp hỗ trợ thiết thực để giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin, rà phá bom mìn và tích cực tham gia giải quyết vấn đề người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Phía Hoa Kỳ cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tích cực giải quyết nhân đạo vấn đề quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, duy trì và mở rộng cơ chế đối thoại song phương về các vấn đề liên quan đến an ninh của hai nước. Hai bên cũng đã trao đổi thẳng thắn một số vấn đề còn khác biệt về nhận thức, cách tiếp cận, trong đó có vấn đề quyền con người. Nhất trí tiếp tục thông qua đối thoại xây dựng để tăng cường hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục phát triển, góp phần tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam và Thái Lan là hai nước ASEAN đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6 năm 2013 và mối quan hệ này đã không ngừng phát triển mạnh mẽ. Việc thúc đẩy hợp tác giữa Thái Lan và các tỉnh thành của Việt Nam, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng ngày càng được tăng cường. Với vị trí cùng nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, các tỉnh vùng Đông Bắc Thái Lan và tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa. Đây được xem là tiềm năng để tăng cường hợp tác hữu nghị của hai bên trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển thương mại, giáo dục, du lịch và dịch vụ. Hiện nay, mỗi năm có khoảng gần 200.000 người Thái Lan đến du lịch và tham quan thành phố cố đô. Nếu như tới một cái nơi nào mà có những cái tòa nhà cao hoặc những cái khu resort đẹp thì quá bình thường. Nhưng mà tới một cái nơi mà nó có nền tảng văn hóa từ lâu đời và những danh lam thắng cảnh thơ mộng như Huế thì hiếm có. Cho nên là du lịch sẽ phát triển. Du lịch ở Huế phần lớn là người đi tham quan di sản văn hóa, và nhưng mà các dịch vụ vui chơi giải trí khác của mình, của ta hiện nay thì chưa đáp ứng được. Cho nên cũng rất cần các cái nhà đầu tư có tính chuyên nghiệp đến từ Thái Lan để hỗ trợ cho Huế trong cái việc phát triển trong thời gian tới. Cùng với tiềm năng về cảng biển, đô thị và quần thể di tích cố đô Huế là di sản văn hóa thế giới, tỉnh Thừa Thiên Huế đang nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp Thái Lan trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ và công nghiệp sạch. Điều này cũng phù hợp với định hướng xây dựng mô hình đô thị văn hóa cảnh quan, sinh thái và thân thiện với môi trường của địa phương.
Nếu như đầu tư công nghiệp nặng thì chỉ cần một nhà đầu tư thôi đã có thể tức là lấp đầy khu công nghiệp. Còn khu công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch thì có những khó khăn nhất định. Huế là một thành phố xinh đẹp và hiền hòa. Chúng tôi cũng không muốn phá vỡ những nét đặc trưng của Huế. Vì vậy, phát triển những ngành công nghiệp nhẹ ít ảnh hưởng đến môi trường như may mặc, bao bì đang được nhiều doanh nghiệp Thái quan tâm. Tại hội thảo hợp tác và đầu tư Thái Lan Thừa Thiên Huế, các đại biểu đều nhấn mạnh đến vai trò của việc đẩy mạnh kết nối và xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp hai bên. Đây còn được xem là bước đi cần thiết nhằm hướng tới việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm nay. Và để làm được điều này, đòi hỏi nỗ lực không chỉ riêng từ phía doanh nghiệp. Chúng tôi cải cách hết tất cả các cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa nhất các thủ tục hành chính. Thứ hai là chúng tôi cải chính các vấn đề dính đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các quy trình dính đến những cái thủ tục mà liên quan đến các nhà đầu tư, thì chúng tôi sẽ áp dụng các cái chính sách có lợi cho nhà đầu tư trong điều kiện cho phép theo quy định để có thể là thu hút được cái sự đầu tư. Nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nối liền với Lào, Thái Lan và Myanmar, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung. Bên cạnh những lợi thế phát triển sẵn có về cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên văn hóa, cùng với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, Thừa Thiên Huế đang dần trở thành điểm dừng chân của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Thái Lan. Sáng ngày 19 tháng 3, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Lao động và Phúc Lợi Lào đã tổ chức hội thảo đối thoại với các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh và đầu tư tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quản lý và sử dụng lao động Việt Nam tại Lào. Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thực trạng quản lý sử dụng lao động nước ngoài, những điều kiện để người lao động nước ngoài được cấp phép lao động tại Lào, công tác quản lý và phí dịch vụ trong việc cấp phép cho lao động nước ngoài tại Lào. Phát biểu tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh đầu tư tại Lào cho rằng, quy định mỗi dự án chỉ được sử dụng 10% lao động người nước ngoài đã gây nhiều khó khăn trong triển khai các dự án. Từ thực tế này, các doanh nghiệp Việt Nam kiến nghị Bộ Lao động và Phúc Lợi Lào cho phép các dự án được sử dụng nhiều hơn lao động người Việt, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phí cấp phép để các doanh nghiệp và người lao động Việt Nam yên tâm làm ăn, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội của Lào. Cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh là những nội dung chính của Nghị quyết 19 năm 2005 của Chính phủ vừa được thông qua ngày 12 tháng 3 vừa qua, nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các mục tiêu của nghị quyết này, cũng như kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp vào việc cải cách thể chế. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng tổ chức USEC của Hoa Kỳ vừa tổ chức một cuộc hội thảo tại Hà Nội, thu hút đông đảo các chuyên gia kinh tế và đại diện giới doanh nghiệp. Một năm sau khi ban hành Nghị quyết Chính phủ số 19 năm 2014, Việt Nam đã tăng 2 bậc lên vị trí số 68 trên 144 quốc gia trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Việc ban hành Nghị quyết Chính phủ số 19/2015 được coi là nỗ lực tiếp theo của Chính phủ trong quyết tâm tăng cường năng lực cạnh tranh và môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Cái Nghị quyết 19/2015 tiếp tục thực hiện một cái chủ trương đúng đắn của cái Nghị quyết của Chính phủ năm 2014 về việc định vị Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam và định vị các cơ quan chính quyền của Việt Nam trong một cuộc đua tranh để nâng cao năng lực cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Đó là một cái chủ trương hoàn toàn đúng đắn và rất phù hợp bởi vì chúng ta đang trong quá trình hội nhập và hội nhập là vươn tới chuẩn mực toàn cầu. Phải tiếp tục đổi mới với một cái tinh thần tức là mạnh mẽ hơn, nghĩa là đồng bộ hơn và học hội nhập tốt hơn. Thế do đó cho nên là cái Nghị quyết 19 của năm nay ra đấy thì nó sẽ đáp ứng những cái điều đó. Cho tới đầu năm 2015, đã có nhiều tiến bộ đáng chú ý được ghi nhận trong việc cải cách thể chế, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và hải quan. Tuy nhiên, để có thể đạt được những mục tiêu lớn hơn trong tăng cường năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường kinh doanh, các chuyên gia cho rằng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần đóng góp tích cực hơn trong quá trình xây dựng chính sách. Tôi đã có nhiều cuộc thảo luận và thấy rằng Chính phủ Việt Nam mong muốn có nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng doanh nghiệp bởi điều đó sẽ giúp ích cho quá trình hoạch định chính sách. Khi đã có được thông tin từ phía cộng đồng doanh nghiệp thì những quyết sách thường sẽ đúng đắn hơn. Vai trò của doanh nghiệp trong quá trình đó đã được chứng minh trên khắp thế giới. Trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang tìm cho mình đường hướng phát triển thì Chính phủ cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể đạt được những mục tiêu này và kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu thì việc đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp và những nhà hoạch định chính sách là cần thiết. Với sự tham gia mạnh mẽ hơn của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
thì điều này sẽ rất có ích cho quá trình xây dựng chính sách cũng như tạo ra một môi trường kinh doanh tốt hơn. Và chính các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ quá trình này bởi nó sẽ giúp họ chuẩn bị kỹ càng hơn cho quá trình hội nhập kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới. Quang Anh, Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những nội dung chính: tài nguyên nước và vấn đề phát triển bền vững trong ngành nông nghiệp. Bouda Front, thưởng thức các món ăn kiểu Pháp, một sự kiện ẩm thực hướng đến kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3 đang diễn ra tại Hà Nội. Khô hạn đang diễn ra gay gắt tại các tỉnh Nam Trung Bộ và đặc biệt tại Tây Nguyên, vùng sản xuất cây công nghiệp dài ngày của cả nước đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn trên diện rộng. Tại Đắk Lắk, đến thời điểm này, nhiều hồ thủy lợi, lượng nước đang sụt giảm nghiêm trọng khiến hàng nghìn hecta cà phê bị khô cành, cháy lá. Huyện Krông Năng hiện có gần 26.000 hecta cà phê, thì đến nay đã có trên 8.000 hecta thiếu nước trầm trọng. Nguồn nước tưới chủ yếu dựa vào sông, hồ, suối và giếng nước, nhưng nhiều nơi cũng đã cạn kiệt. Mặc dù tỉnh Đắk Lắk có nhiều công trình thủy lợi, song nguồn nước hiện tại mới chỉ đáp ứng hơn 72% diện tích. Do lượng mưa thấp, đến mùa khô các mạch nước ngầm giảm mạnh, không kịp bù lại số lượng đã mất, nên trong đợt tưới sau sẽ thực sự là vấn đề nan giải. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khô hạn không chỉ tại Việt Nam mà nhiều khu vực trên thế giới, Ngày Nước Thế Giới năm nay đã hướng đến chủ đề Nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức một cuộc hội thảo khoa học xoay quanh chủ đề này. Tại hội thảo, các chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên môi trường đã tập trung phân tích mối quan hệ giữa tài nguyên nước với các yếu tố năng lượng, thực phẩm, sự bình đẳng, công nghiệp hóa, đô thị hóa, văn hóa, tâm linh và vấn đề quản lý tài nguyên nước để phát triển bền vững. Đặc biệt, các chuyên gia đã đưa ra nhiều kiến nghị giải pháp phát triển bền vững tài nguyên nước. Cụ thể là quản lý tài nguyên nước theo phương thức tổng hợp, toàn diện và thống nhất trên cơ sở lưu vực sông. Cơ cấu sử dụng nước phải phù hợp với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải coi sản phẩm nước là hàng hóa, sớm xóa bỏ cơ chế bao cấp, thực hiện xã hội hóa các hoạt động bảo vệ, phát triển nguồn nước và cung ứng dịch vụ nước. Bên cạnh hội thảo khoa học, nước là cốt lõi của sự phát triển bền vững. Sáng ngày 20 tháng 3, lễ meeting kỷ niệm Ngày Nước Thế Giới cũng sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Gần 170.000 người dân thoát khỏi nguy cơ phơi nhiễm dioxin. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị tổng kết dự án xử lý môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin vừa diễn ra tại Hà Nội. Ngăn chặn lan tỏa tạm thời dioxin ra môi trường bên ngoài, xây dựng kế hoạch tổng thể xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. Chôn lấp hơn 7.500 mét khối đất nhiễm dioxin tại sân bay Phú Cát, Bình Định. Nâng cao năng lực phân tích, xử lý dioxin, nâng cao nhận thức về phòng chống phơi nhiễm dioxin tại các điểm nóng. Lần đầu tiên vấn đề dioxin được đưa vào luật về môi trường Việt Nam. Đó là những kết quả nổi bật của 5 năm thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng ô nhiễm nặng dioxin ở Việt Nam do Quỹ Môi trường Toàn cầu tài trợ thông qua điều phối của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc. Dự án có tổng kinh phí 5 triệu đô la Mỹ, thực hiện từ năm 2010 đến năm 2014, với mục tiêu giảm thiểu tác hại của dioxin đối với hệ sinh thái và sức khỏe con người tại các điểm nóng. Sự tham gia của một tổ chức quốc tế vào việc nghiên cứu khắc phục hậu quả dioxin trên quy mô lớn là một điểm quan trọng của dự án. Lần đầu tiên một tổ chức quốc tế, một tổ chức của Liên Hợp Quốc tham gia cùng với chúng ta nghiên cứu khắc phục hậu quả chất độc da cam dioxin trên quy mô lớn. Cái việc đó tác động cực kỳ quan trọng đối với quan điểm, thái độ và cách hành xử của nhiều cái chính phủ, nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có phía Hoa Kỳ. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, kết quả của dự án mới chỉ là bước đầu trong công tác xử lý vấn đề ô nhiễm dioxin tại Việt Nam. Diện tích bị ô nhiễm dioxin tại Việt Nam là rất lớn, và trên thế giới không có vùng đất nào có mức độ ô nhiễm cao như vậy. Đây là loại ô nhiễm có ảnh hưởng lâu dài nên rất khó để xử lý hoàn toàn. Do vậy, tôi nghĩ rằng cần có một nỗ lực dài hạn để giải quyết triệt để vấn đề này. Thì chúng ta mới đi được đoạn đường đầu thôi. Còn cái đoạn đường còn lại thì dài hơn, phức tạp hơn, khó hơn và tốn kém hơn. Bởi vì thế cần phải tích cực hơn.
chủ động hơn, hiệu quả hơn. Việt Nam có 3 điểm ô nhiễm nặng dioxin cần được tiến hành tẩy độc là khu vực sân bay Phú Cát, Bình Định, sân bay Đà Nẵng và sân bay Biên Hòa. Hiện, việc tẩy độc trong đất đang được tiến hành tại sân bay Đà Nẵng. Hai khu vực còn lại mới dừng lại ở việc chôn lấp và ngăn chặn tạm thời dioxin lan tỏa ra môi trường. Chuyển sang một chủ đề đáng chú ý khác. Ẩm thực Pháp nổi tiếng với các món ăn được chế biến lạ mắt, tinh tế, phong phú và được xem là tinh hoa ẩm thực của thế giới. Nếu quý vị là người yêu thích và muốn khám phá ẩm thực Pháp, thì sự kiện Gout de France thưởng thức các món ăn kiểu Pháp đang diễn ra tại Hà Nội là một gợi ý thú vị. Phóng viên Văn Long đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin thêm chi tiết. Xin mời anh Văn Long. Xin cảm ơn biên tập viên Trần Long. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tối nay 19 tháng 3, sự kiện Gout de France thưởng thức các món ăn kiểu Pháp nhằm tôn vinh nền ẩm thực ở Pháp đã chính thức khai mạc tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một sự kiện, một hoạt động Gout de France diễn ra. Tại Việt Nam, sự kiện đã thu hút sự tham gia đồng thời của 17 nhà hàng trên khắp cả nước. Theo thông tin chúng tôi có được từ ban tổ chức, 17 đầu bếp Việt Nam tham dự chương trình đều là các đầu bếp chính danh của Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Hội An. Họ đã được lựa chọn từ một ủy ban đầu bếp quốc tế, đứng đầu là chủ tịch ủy ban đầu bếp Alain Ducasse lựa chọn. Mỗi nhà hàng tham gia chương trình sẽ tổ chức phục vụ bữa ăn tối với một thực đơn kiểu Pháp nhằm tôn vinh chất lượng và sự sáng tạo của ẩm thực Pháp cùng những giá trị văn hóa mà ẩm thực Pháp đưa lại như sự chia sẻ cùng niềm vui thưởng thức. Trên thực đơn của các nhà hàng này, từ ẩm thực bình dân cho đến ẩm thực cao cấp phải có món khai vị kiểu Pháp nguội hoặc nóng, sau đó là món cá hoặc hải sản, món thịt hoặc gia cầm, phô mai Pháp cùng các món tráng miệng với sô-cô-la, rượu vang hoặc một loại rượu mạnh của Pháp. Gout de France được tổ chức theo sáng kiến của đầu bếp Alain Ducasse và của Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Quốc tế Pháp Laurent Fabius. Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại Đại sứ quán Pháp nơi diễn ra lễ khai mạc sự kiện Gout de France tại Việt Nam và đồng thời cũng là một trong 10 địa điểm diễn ra sự kiện này tại thủ đô Hà Nội. Chúng tôi đã ghi nhận được không khí vô cùng sôi động tại nơi đây. Và đứng cạnh tôi lúc này là Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam, ông Jean-Noël Poirier. Ngay bây giờ thì ông Jean-Noël Poirier sẽ chia sẻ một chút về công tác chuẩn bị tại sự kiện này. Xin kính chào ngài đại sứ. Xin đại sứ có thể là cho biết là công tác chuẩn bị cho sự kiện này đã diễn ra trong bao lâu và việc lựa chọn các nhà hàng cũng như các đầu bếp tham gia vào sự kiện này thì phải theo các tiêu chí gì thưa đại sứ? Đây là lần đầu tiên sự kiện này được tổ chức tại Việt Nam và trên thế giới. Đây là sáng kiến của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Laurent Fabius với mong muốn là tôn vinh ẩm thực Pháp trên toàn thế giới. Các nhà hàng tham gia Gout de France là tự nguyện tham gia và có một ủy ban đầu bếp thế giới ở bên Pháp đã lựa chọn hơn 1.000 nhà hàng tham gia trên thế giới và trong đó có 17 nhà hàng ở Việt Nam. Vậy phía Pháp mong đợi điều gì từ việc quyết định là tổ chức sự kiện Gout de France ở Việt Nam, thưa ngài đại sứ? Tôi sẽ nói sơ thôi cho bạn biết là thứ nhất, cái nhìn tôi rất hy vọng sẽ có một buổi tối rất ngon miệng. Thứ hai, tôi cũng hy vọng các người Việt Nam tham gia Gout de France tối hôm nay sẽ có một bữa tối ẩm thực rất đáng nhớ. Và thứ ba, qua chương trình này tôi mong rằng là ẩm thực Pháp sẽ tiếp tục được tôn vinh ở Việt Nam. Xin cảm ơn câu trả lời của ngài đại sứ. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn là giờ đây là quý vị và các bạn cũng như là tôi muốn biết là cảm tưởng của thực khách sau khi đã tham dự chương trình tối ngày hôm nay là như thế nào. Và đứng cạnh ngay tôi đây là một thực khách. Xin chào chị ạ. Xin chào anh. Xin chị có thể cho biết là cảm tưởng của chị sau khi đã tham dự vào chương trình tối ngày hôm nay là như thế nào không ạ? Cảm tưởng của tôi thì bước đầu tiên là khi tôi bước vào trong khán phòng này, tôi thực sự cảm thấy vô cùng là ngỡ ngàng, wow, vì cái bối cảnh đẹp như thế này, như là tôi được sống ở Paris với tháp Eiffel và đồi sông Seine. Thế còn cái điểm quan trọng nhất mà tôi muốn nói đây, tức là với một người mà đã từng sống lâu năm ở Pháp và cũng trở về Việt Nam được khoảng 2 năm trở lại đây, thì có lẽ trong 2 năm nay đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức một cái bữa ăn đậm chất Pháp và thực sự rất ngon miệng như thế này. Tôi rất là lấy làm vui và rất cảm ơn cái sáng kiến này.
Xin cảm ơn chia sẻ của thực khách. Thưa quý vị và các bạn, xin nhắc lại rằng sự kiện Goût de France diễn ra đồng thời tại nhiều quốc gia trên thế giới, quy tụ hơn 1.000 đầu bếp trên khắp các châu lục. Còn ở Việt Nam, đây cũng là một trong những sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ 20 tháng 3. Còn bây giờ, xin trở lại trường quay với biên tập viên Trần Long. Cảm ơn phóng viên Văn Long. Và có lẽ là chúng tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tham gia sự kiện ẩm thực đặc biệt như thế này tại Hà Nội. Phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tối nay của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.